Nhắc đến cây ăn quả Võ Nhai, đầu tiên phải kể đến sản phẩm na đặc sản, với vị thế số 1 trong các địa phương trồng na trên địa bàn tỉnh. Toàn huyện hiện có khoảng 500 hectare na với gần 140 hectare được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm quả na của Võ Nhai đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể Na La Hiền với sản lượng khoảng 4,5 đến 5.000 tấn mỗi năm. Gia đình tôi thì cũng được tham gia các cái lớp tập huấn về chăm sóc na, thì qua các cái lớp tập huấn đấy thì gia đình tôi áp dụng thì cũng thấy hiệu quả kinh tế được nâng lên. Ví dụ như là các cái quả na nó to lên thì bán nó chất lượng hơn ấy ạ, thì bán ra thị trường thì giá thành sẽ cao hơn. Xã La Hiền, thủ phủ của cây na Võ Nhai, có gần 320 hectare na đặc sản, trong đó 105 hectare được cấp chứng nhận Việt Gáp, với sản lượng trên 3.000 tấn mỗi năm, chiếm gần 60% diện tích và hơn 65% sản lượng na toàn huyện. Quả na trồng ở La Hiền, đặc biệt tại các thung lũng có vị ngọt đậm, thơm mát, nên thường được bán với giá cao hơn từ 10 đến 20% so với na trồng ở nơi khác. Đối với diện tích cây ăn quả thì đối với những khu vực nào mà đất không phù hợp với cây na thì chúng tôi đã thực hiện để chuyên canh về trồng chè, hai là trồng cây hồng vuông ở miền Lịch Sơn. Còn đối với 11 xóm của xã La Hiền ở khu ngoài dọc quốc lộ 1B là hợp với đất na thì chúng tôi đã triển khai các cái diện tích có thể nằm trong cái quy hoạch để triển khai phát triển cái diện tích cây na, đồng thời là nâng cao cái chất lượng cái giống và cái chăm sóc và cái kỹ thuật để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất. Với việc ban hành và thực hiện hiệu quả đề án phát triển nông lâm nghiệp, huyện Võ Nhai đã tập trung phát triển các loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao mà huyện có lợi thế. Đến nay, huyện đã có 8 sản phẩm OCOP, tiêu biểu nhất là sản phẩm Na La Hiền. Đã xuất hiện những mô hình trồng trọt và chăn nuôi cho thu nhập cao và ổn định. Cây chè cũng được huyện chú trọng định hướng phát triển. Mỗi năm, huyện triển khai trồng mới từ 20 đến 30 hectare chè giống mới, hình thành vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, mở rộng vùng sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp lên 200 hectare. Đến nay, huyện từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung với khoảng 30 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi gia công theo chuỗi liên kết với các doanh nghiệp. Chúng tôi quan tâm là cái chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đầu ra cho bà con nông dân, cái liên kết làm sao cho nó chặt chẽ cùng với các cái siêu thị, rồi các cái chuỗi nhà hàng. Đặc biệt hiện nay thì các đồng chí biết thì huyện Võ Nhai cũng đã có khai trương cái cổng thông tin điện tử kết nối cung cầu sản phẩm. Thế và cái việc chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng đang hết sức quan tâm. Đặc biệt trên địa bàn huyện Võ Nhai hôm nay thì chúng tôi hiện nay đã thành lập được 175 trên 174 cái tổ công nghệ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng. Ở đây thì lực lượng chính là các cái đoàn viên thanh niên và bà con nông dân để từ đó là hỗ trợ bà con để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Với những bước đi phù hợp của huyện, sự hỗ trợ tích cực của tỉnh, tin rằng huyện Võ Nhai sẽ khơi dậy được tiềm năng thế mạnh trong nông nghiệp để có bước phát triển bền vững, đưa huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên bắt kịp với sự phát triển chung.